chuyện cổ tích cho bé, thỏ và rùa. Không phải lúc nào thỏ chạy nhanh cũng thằng chú rùa chậm chạp nhưng chăm chỉ, kiên trì. Ngày ấy, trong một khu rừng nọ có một chú rùa cùng một chú thỏ chung sống cùng với nhau. Có thể nói rùa và thỏ chính là một đôi bạn vô cùng thân thiết ở trong khu rừng này. Nhưng bỗng nhiên, vào một ngày kia, cả hai không hiểu sao lại tranh cãi lớn về chuyện ai là kẻ chạy nhanh hơn. Sau một hồi cái cọ kịch liệt thì rùa và thỏ đã quyết định tổ chức cuộc thi chạy để có thể xác định xem ai có thể về đích trước, cũng chính là kẻ chạy nhanh hơn. Thỏ thì vốn được biết đến là một trong số những loài vật chạy nhanh nhất trong rừng, bởi vậy nên chỉ vừa mới bắt đầu cuộc đua thỏ ta đã dùng hết sức mà chạy. Thỏ chạy nhanh như là tên bắn, chỉ một lúc kể từ khi bắt đầu thì thỏ đã thấy mình bỏ rùa ở tít phía xa kia. Trong lòng thỏ chắc mầm, một rùa kia còn lâu mới có thể bắt kịp ta được cậu ta vô cùng chậm chạp vậy thì mình hãy tranh thủ mà nghỉ ngơi chút đã nghĩ như vậy nên thỏ chẳng vội vàng cứ vui vẻ mà dạo chơi hết hái hoa lại bắt bướm khi đã thấm mệt thì thỏ tìm đến dưới gốc cây lớn lăn ra mà ngủ trong lúc thỏ thành thơi chơi đùa rồi nằm nghỉ thì rùa vẫn rất chăm chỉ mà bước từng bước một những bước chân nặng nhọc dần đưa rùa tiến về phía đích lúc thỏ đã ngủ đẫy giấc mà tỉnh lại thì bầu trời bắt đầu chuyển tối lúc này thì thỏ mới giật mình và nhận ra rằng rùa ta đã sắp tới đích trước cả mình thỏ vội vội vàng vàng co cẳng mà đuổi theo nhưng đã không còn kịp nữa rùa đã tới đích trước nó vậy là cuối cùng thỏ đã phải chịu thua rùa bởi vì khinh thường rùa nên thỏ đã không nghiêm túc trong cuộc thi chạy cuối cùng phải chịu thất bại và rùa đã trở thành người chạy nhanh nhất bởi tính kiên trì nhẫn nại và chăm chỉ của mình